Trung Cộng thực hiện huấn luyện đổ bộ chiếm đảo ở Biển Đông, tin Việt Nam. Thưa quý vị, theo như báo Vietnam Times loan tin, theo như trang tin Đông Phương ngày 14 tháng 3 năm 2019, thì chi đội tàu đổ bộ 10 của hạm đội Nam Hải Trung Cộng mới đây đã tập trung 5 tàu huấn luyện hiệp đồng đổ bộ chiếm đảo ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, những hòn đảo mà nước này đã dùng vũ lực để xâm chiếm vào năm 1974. Trung Cộng đã sử dụng 2 hạm tàu đổ bộ Type 071 và 3 tàu đổ bộ đệm khí Type 726. Tàu đổ bộ Type 071 được thiết kế kiểu dáng tàng hình, mỗi tàu có thể chở 3 tàu đổ bộ đệm khí Type 726 và 15 đến 20 xe tăng, xe thiết giáp. Và hiện nay, Hải quân Trung Cộng có 6 chiếc Type 071, còn tàu đổ bộ đệm khí Type 726 mà NATO gọi là UG Class được nhà máy đóng tàu Giang Nam chế tạo dựa trên mẫu của Ukraine. Type 726 dài 30m và rộng 16m, sử dụng hai động cơ Dyson QC70 và công suất 7.000 mã lực. Được trang bị hai đại bác là 14.5mm và hai đại liên cỡ nòng 7.62mm. Thưa quý vị, Type 726 có tải trọng lớn nhất là 60 tấn, có thể chở theo một xe tăng chủ lực Type GTG-96, Type 99A hoặc là hai xe thiết giáp chở quân BD-05 hoặc là 80 lính đổ bộ, tốc độ lớn nhất đạt đến 80 hải lý một giờ. Thưa quý vị, Hải quân Trung Cộng có 10 chiếc Type 726. Các tàu đổ bộ này có ưu thế tốc độ cao, phù hợp với mọi loại địa hình bãi đổ bộ. Vì vậy, Trung Cộng cho rằng các tàu này có thể nhanh chóng gác các bãi để các chiến xa và thủy quân lục chiến bất ngờ tấn công đánh chiếm đảo trong thời gian ngắn hơn nhiều so với các đổ bộ truyền thống trước đây.